Chào mừng các bạn đã đến với kênh mua sắm trực tuyến Meta.vn. Và thời điểm mùa hè này thì nhu cầu sử dụng các loại quạt ngày càng tăng cao. Bên cạnh các loại quạt truyền thống như là quạt phun sương, quạt hơi nước, quạt bàn, quạt cây thì máy làm mát hay còn gọi là quạt điều hòa cũng làm mát rất hiệu quả, làm dịu đi những cơn oi bức cho mọi gia đình nhờ vào khả năng làm mát ở không gian mở. Ngoài ra thì máy làm mát hoạt động với công suất thấp nên tiết kiệm điện năng hơn nhiều so với việc sử dụng điều hòa. Nếu như các bạn đang băn khoăn không biết nên lựa chọn loại máy làm mát nào thì ngày hôm nay Meta sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc máy làm mát đang hot nhất hiện nay, đó chính là chiếc máy làm mát Saico AC3600. Vậy thì chiếc máy làm mát Saico AC3600 này có gì đặc biệt? Chúng ta hãy cùng khám phá chi tiết về sản phẩm nhé. Như các bạn có thể thấy thì máy làm mát Saico AC3600 có màu sắc trắng xanh, kết hợp trông hài hòa và mang lại cảm giác mát mẻ. Saico AC3600 có thiết kế hiện đại, bền chắc để bạn có thể sử dụng ở mọi địa điểm, kể cả không gian mở như là phòng khách, phòng ngủ, văn phòng, quán cà phê, nhà xưởng, dù ở không gian trong nhà hay ngoài trời, máy đều cho khả năng làm mát hiệu quả. Bảng điều khiển ngay phía trên máy làm mát rất dễ dàng sử dụng với các nút chức năng. Nút chọn chế độ làm mát. Nút chỉnh tốc độ. Máy có 3 tốc độ làm mát 1, 2, 3. Sử dụng núm vặn để điều chỉnh tốc độ tương ứng. Cuối cùng là nút đảo gió. Các bạn sử dụng chức năng này nếu như muốn phạm vi làm mát rộng hơn, nhấn vào phím đảo gió. Khi đó thì quạt sẽ thổi gió ra diện rộng hơn sang hai bên trái phải. Bên cạnh đảo chiều trái phải tự động thì chúng ta có thể sử dụng tay để đảo chiều lên xuống. Phía trên máy làm mát chính là vị trí cho nước vào bên trong. Và để tăng hiệu quả làm mát thì hãng tặng kèm 2 hộp bột đá khô. Với hai hộp bột đá khô này, chúng ta cho nước vào bên trong để tạo thành gel đá khô. Sau đó các bạn cho lên ngăn đá của tủ lạnh để làm đông. Sau khi hộp gel đá khô được làm đông, chúng ta đặt vào phần ngăn trên của máy làm mát. Nhờ đó bàn nước sẽ được làm lạnh và làm giảm nhiệt độ phòng tốt hơn. Phía dưới máy làm mát Saico có 4 bánh xe, giúp các bạn di chuyển máy bằng tay rất dễ dàng. Máy làm mát Saico AC3600 được trang bị tấm làm mát ở 3 phía, mặt sau và hai bên. Nhờ đó mà hiệu quả làm mát sẽ được tốt hơn rất nhiều. Phên lọc thô và tấm làm mát hoàn toàn có thể tháo rời chỉ với vài thao tác đơn giản, giúp việc vệ sinh máy làm mát trở nên dễ dàng hơn. Với dung tích bình chứa nước lên tới 35 lít, chiếc máy làm mát này có thể hoạt động chế độ làm mát trong nhiều giờ liền. Máy làm mát không khí Saico AC3600 có nhiệt độ làm mát đạt 26 độ C, cho luồng không khí mát mẻ tự nhiên mà không làm khô da. Sử dụng máy làm mát, bạn sẽ tiết kiệm được 30-40% chi phí so với việc lắp đặt điều hòa khi không mất chi phí lắp đặt, bảo dưỡng thường xuyên. Bên cạnh đó thì AC3600 cũng cho hiệu quả tiết kiệm điện tối ưu với mức tiêu hao năng lượng chỉ bằng 10-12% so với điều hòa không khí. Máy còn sở hữu hệ thống thông gió, lọc không khí, cho căn phòng của bạn một không gian trong lành, sạch thoáng và mát mẻ. Những tính năng ưu việt của máy làm mát không khí Saico AC3600. Công nghệ làm mát Speed Cooling. Máy được trang bị hệ thống Speed Cooling được nghiên cứu bởi các kỹ sư hàng đầu nhằm tối ưu hóa hệ thống lưu thông gió, không bị tiêu hao năng lượng và làm mát nhanh hơn tới 20%. Dàn lạnh 3D hiện đại. Dàn mát được thiết kế 3D theo cấu trúc tổ ong, sử dụng polymer thế hệ mới cho khả năng hấp thụ nước, chống ải cao, chống nấm mốc và giúp kéo dài tuổi thọ. Thiết bị không chứa phenol, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Độ bền vượt trội. Máy làm mát gia đình AC3600 sở hữu các linh kiện, máy bơm motor đều được sản xuất chuyên dụng với độ bền cao. Hệ thống dàn mát được thử nghiệm 10.000 giờ trong môi trường khắc nghiệt trước khi được đưa vào sử dụng trong máy làm mát Saico. Động cơ mạnh mẽ. Động cơ của máy AC3600 được đúc nguyên khối, chống ăn mòn, chống thấm nước, chống tác động bên ngoài, hoạt động bền bỉ. Máy có 100% động cơ cuốn bằng dây đồng, đạt tiêu chuẩn chống nước IP54 cho tuổi thọ sử dụng lâu dài trong mọi điều kiện môi trường. Di chuyển linh hoạt. Máy làm mát được trang bị hệ thống bánh xe linh hoạt, giúp bạn dễ dàng di chuyển máy đến mọi vị trí để sử dụng vô cùng tiện lợi. 3 tốc độ gió sử dụng dễ dàng. Máy có 3 cấp độ gió để bạn điều chỉnh phù hợp với nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, máy có cấu tạo đơn giản, bảng điều khiển được thiết kế khoa học giúp bạn dễ dàng thao tác.
tấm lọc bụi và côn trùng. Tấm lọc bụi của máy làm mát AC3600 giúp làm sạch, lưu thông không khí trong không gian phòng của bạn luôn trong lành, sạch thoáng. Đồng thời, tấm lọc này cũng ngăn chặn côn trùng xâm nhập gây hỏng hóc cho máy. Hiển thị mực nước tiện lợi. Bình nước của máy làm mát Seiko AC3600 được thiết kế hiển thị mực nước còn lại, giúp bạn dễ dàng quan sát và nhận biết khi nào cần thêm nước vào bình. Sau đây chúng ta hãy cùng điểm lại những ưu điểm nổi bật của chiếc máy làm mát không khí Seiko AC3600. Máy làm mát tiết kiệm chi phí ban đầu khoảng 40% so với máy lạnh, tiết kiệm điện 90% so với máy lạnh cùng diện tích sử dụng. Hiệu quả, hạ nhiệt độ thấp, làm mát nhanh chóng có thể giảm được từ 5 đến 10 độ. Máy làm mát không khí Seiko không gây ồn quá 65 dB, là sản phẩm làm mát hiệu quả nhất cho không gian mở. Ngoài chức năng làm mát, máy làm mát không khí Seiko còn là hệ thống thông gió, lọc sạch không khí, cung cấp luồng không khí tươi sạch, mát lạnh, giàu oxy, tạo sự sảng khoái cho không gian sử dụng. Máy làm mát không khí Seiko thiết kế gọn, kiểu dáng đẹp, phù hợp với không gian và làm mát mọi nhu cầu. Vừa rồi Meta đã giới thiệu đến các bạn chiếc máy làm mát Seiko AC3600. Với chất lượng hàng đầu và đa chức năng thì đây chính là chiếc máy làm mát hoàn hảo cho bạn trong mùa hè nóng nực này. Để đặt mua sản phẩm thì hãy click vào đường link ở dưới phần mô tả của video hoặc liên hệ tới hotline tại Hà Nội 024 3568 6969 hoặc tại Phú Chí Minh 028 3833 6666. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Nhớ nhấn like, subscribe và nhấn chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất của Meta.vn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.